Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe số tự động hạng C hatchback các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai i30 CVK. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 14 vạn km rồi các bạn ạ. Màu xanh các bạn nhé, chiếc xe này gọi là màu xanh coban, rất là đẹp. Ngày hôm nay thì tôi đang quay tại cửa hàng tôi thì nó đang bị mất điện, cho nên là nó hơi tối một chút các bạn nhé. Bên ngoài thì rất là nắng nóng và bên trong cửa hàng thì lại mất điện, cho nên là tối tôi quay qua cho quý vị các bạn xem một lát thôi. Đấy, một chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Dàn lốp Michelin mới tinh. Đấy, dàn lốp Michelin còn mới tinh luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ từ màn hình Android, camera lùi và cảm biến lùi các bạn ạ, phiên bản i30 CVK đây quý các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn rồi này. Toàn bộ chiếc xe này thì mới lăn bánh có 14 vạn km thôi các bạn ạ. Đây, mới lăn bánh có 14 vạn km thôi, rất là đẹp này. Đấy, nội thất này, phải nói là một chiếc xe rất là đẹp nhé. Tôi quay hôm nay thì nó hơi tối một chút, do hôm nay là trong nhà tôi bị mất điện các bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị các bạn hết sức thông cảm nhé. Một chiếc xe rất là đẹp đây này. Đấy, nội thất đều rất đẹp luôn bạn ạ. Có lẽ là tôi sẽ phải cho ra ngoài để tôi quay thôi, chứ vì là để trong nhà này nó tối lắm quý vị các bạn nhé. Chắc quý vị các bạn xem không rõ đâu nhỉ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 252 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Tất cả còn nguyên bản, một chiếc xe mới lăn bánh có 14 vạn km thôi. Động cơ còn rất là mới luôn các bạn nhé. Động cơ mới tinh luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả còn rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ từ những cụm đèn các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là sáng luôn các bạn nhé. Chắc chắn là tôi sẽ phải cho ra ngoài để tôi quay cho quý vị các bạn xem, chứ vì là trong này nó rất tối, trong nhà rất là tối các bạn nhé. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.